Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là chiều thứ tư, ngày 19 tháng 10 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm với tỷ lệ giảm là 0,40%, hiện tại đang giao dịch quanh mức 1.645 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.644,88 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.654,34 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này thì tiếp tục tăng với tỷ lệ tăng là 0,25%, hiện tại đang giao dịch quanh mức 112,270 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 19.260 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng với tỷ lệ tăng là 0,62%, hiện tại đang đứng ở mức 4,036% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,27%, giao dịch ở mức 83,400 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trên thị trường tài chính hai phiên đầu tuần, chứng khoán Mỹ đã tăng điểm liên tiếp khi mà các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp thêm tín hiệu khả quan, cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới không như suy đoán là dần rơi vào suy thoái khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng mạnh lãi suất cơ bản đồng đô la Mỹ. Trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô toàn cầu của JP Morgan cho rằng, kết quả kinh doanh sau 3 quý cho thấy nền kinh tế Mỹ đang duy trì đà phục hồi sau đại dịch và thị trường lao động ổn định. Đây là yếu tố thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng mạnh và dự báo còn khả năng tăng giá vào cuối năm. Nhờ kết quả lợi nhuận tích cực cùng với chứng khoán tăng điểm thì lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tăng mạnh sáng nay và đến thời điểm hiện tại đang giao dịch trên mức 4% trên một năm. Khi mà thị trường chứng khoán tăng điểm, lợi tức trái phiếu chính phủ tăng mạnh thì giá vàng thế giới được dự báo sẽ khó giữ được ở mức giá trên 1.600 đô la Mỹ trên một ounce bởi giới đầu tư có thể bán vàng để chuyển sang đầu tư tài sản sinh lời khác. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Vừa mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng giá vàng miếng thêm 100.000 đồng trên lượng. Cụ thể, áp dụng cho khu vực Hà Nội, doanh nghiệp này đang niêm yết giá vàng miếng ở đây mua vào ở mức 66,2 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67,22 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với thành phố Hồ Chí Minh thì giá mua và giá bán vàng miếng lần lượt chạm mức 66,2 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 67,2 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Diễn biến này đã kéo dài đà tăng hôm qua sau khi mà giảm 200.000 đồng trên lượng xuống 66,8 triệu đồng trên lượng vào lúc 9 giờ 40 phút sáng ngày 18 tháng 10. Giá vàng miếng quay đầu đi lên, như vậy là đến thời điểm hiện tại, mặt hàng này đã tăng tổng cộng tới 400.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG, giá mỗi lượng vàng miếng tăng thêm 100.000 đồng trên lượng, mua vào ở mức 66,2 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,2 triệu đồng trên một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 1 triệu đồng trên một lượng. Và theo quan sát biểu đồ giá vàng miếng tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji thì giá mua và giá bán cũng lần lượt được điều chỉnh lên mức 66 triệu đồng trên lượng mua vào và 67 triệu đồng trên lượng bán ra. So với kết thúc phiên ngày hôm qua 18 tháng 10 thì các mức giá niêm yết hôm nay cao hơn 100.000 đồng trên lượng. Đà tăng này cũng được ghi nhận đối với giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Phú Quý. Theo đó thì giá vàng miếng tăng tới 250.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Sau điều chỉnh thì mặt hàng này được niêm yết ở mức 66,25 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 67,2 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Tại các doanh nghiệp vàng trong nước khác như là Bảo Tín Minh Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng Mi Hồng, giá mua và giá bán cũng được tăng thêm 100.000 đồng cho đến 120.000 đồng trên một lượng. Thế còn đến thời điểm chiều ngày hôm nay, giá vàng trong nước biến động như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Hiện tại thì giá vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn đồ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác vẫn đi ngược với xu hướng của thị trường vàng thế giới. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng.
mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh mua vào 6.640.000, bán ra 6.730.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNC Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, tăng 10.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.720.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SCC mua vào 6.630.000, bán ra 6.720.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.632.000, bán ra 6.719.000, tăng 17.000 ở chiều mua, tăng 19.000 ở chiều bán. Mi Hồng SCC mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.620.000, bán ra 6.710.000, tăng 10.000 ở chiều mua, chiều bán ra không thay đổi. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.630.000, bán ra 6.720.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác. Hiện tại vẫn duy trì đã tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1.000.000 cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng. Và đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. SJC Huế mua vào 6.627.000, bán ra 6.733.000. SJC Bình Phước mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000. SJC Long Xuyên vào 6.632.000, bán ra 6.735.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì xuống tăng nhẹ trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy ở mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.195.000, bán ra 5.295.000. Nhận bột số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.195.000, bán ra 5.305.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.175.000, bán ra 5.255.000. Vàng 24K mua vào 5.073.000, bán ra 5.203.000. Cùng tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 3.756.6000, bán ra 3.956.6000. Vàng 14K mua vào 2.879.000, bán ra 3.079.000. Vàng 10K mua vào 2.006.6000, bán ra 2.206.6000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.